Ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách backup lại cái ví loại Ledger NanoX cũng như tất cả các loại ví Ledger khác thì cũng làm tương tự nhé. Chào các bạn, mình là Tín Chấp 94, đồng sáng lập của cộng đồng CNO Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video này. Trong video này thì mình sẽ tiếp nối video trước. Ở video trước của mình là nói về chủ đề hướng dẫn sử dụng ví loại Ledger Nano X. Ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách backup lại cái ví loại Ledger Nano X cũng như tất cả các loại ví Ledger khác thì cũng làm tương tự nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề ngày hôm nay. Rồi, ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái ví dụ, đấy là giả sử như bạn mất ví, bạn hỏng ví, cái ví lách của bạn có vấn đề, bị cháy, bị hỏng, bị làm sao đó, bị trộm cắp, bị mất trộm, hoặc là ai đó cố gắng truy cập vào cái ví của bạn và truy cập nhiều lần không đúng, không được thì ví nó tự reset. Vậy thì sẽ ra sao nếu mà chúng ta không biết cách để chúng ta backup lại, chúng ta làm sao để chúng ta lấy lại cái ví đó, đúng không? Thì ở đây, ví dụ như là cái trường hợp mà người ta nhập. Đấy, mình sẽ nhập bừa đi. Như các bạn biết ở video trước thì mình đã ví dụ cho các bạn là mật khẩu là 6 con 1 đúng không? Đấy. Các bạn thấy này, invalid này, có hai lần còn lại. Tức là nếu như người ta nhập vào cái mật khẩu của bạn, nhập sai 3 lần. Ok, nhập sai 3 lần thì nó sẽ mất luôn. Rồi, mình sẽ nhập sai 3 lần luôn. Có một lần. Tức là mình đang ví dụ mình là một kẻ trộm chẳng hạn, hoặc là mình là một ai đó cố gắng truy cập phá mã lần mò cái ví của bạn để cố gắng lấy được tiền của bạn. Vậy thì sau 3 lần, bạn thấy này, invalid pin, device reset. Bây giờ thì cái device này nó đã hoàn toàn trở lại cái mới luôn. Restart. Bạn thấy đấy, và coi như nó là mới hoàn toàn. Đấy, welcome luôn này, bạn thấy không ạ? Coi như nó hoàn toàn mới luôn, hoàn toàn mới, không liên quan đến cái cũ cả. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy lại cái mật khẩu cũ, lấy lại cái token, lấy lại coin và tất cả những thứ cũ ở trong cái ví mà bạn đã từng cài đặt, giống như cái ví dụ trước của video đầu tiên ấy. Rồi, ok, chúng ta sẽ làm thao tác không khác gì cái đầu tiên cả. Ok, set up a new device là cài đặt thiết bị mới đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta sẽ không làm cái này, mà chúng ta sẽ sang restore from recovery phase. Tức là chúng ta có 24 ký tự rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ restore lại. Các bạn ấn chọn cái này cho mình nhá, nhấn hai nút. Ok, true pin thì ở đây chúng ta ấn hai nút để chúng ta chọn pin đúng không? Mình cũng sẽ làm tương tự như ở trước. Mình sẽ chọn mã pin là 6 con 1 đi. Đây chỉ là ví dụ nhá, các bạn nhớ nhá. Cài đặt pin thì các bạn nên cài đặt dài một chút, 6 đến 8 ký tự, và đừng lấy những cái ký tự đơn giản như mình. Như mình là mình chỉ ví dụ thôi. Còn các bạn lấy thì các bạn nên lấy những cái mã pin nó thật là kiểu khác biệt, không nên liên quan đến kiểu ngày tháng năm sinh, như là những cái quá đơn giản để đoán, hoặc là 1 2 3 4 5 6, những cái đấy là quá đơn giản để phá luôn ấy, thì các bạn nên tránh những cái đó ra. Rồi, đây chỉ là ví dụ nhá, nhớ nhá, đây chỉ là mã pin mình làm ví dụ thôi. Ok, enter your recovery phase, nhấn hai nút, select the number of words written to, đấy, chọn 24 này, 18 này, 12, của chúng ta là 24 đúng không? Nhấn hai nút. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực sự là cuộc chiến này, bởi vì chúng ta phải nhập từng ký tự một, nó sẽ hơi vất một chút, nên mình sẽ làm ví dụ một từ thôi. Ok, ví dụ từ đầu tiên, đây là 24 ký tự mình lưu ở trên file, đây là ví dụ, và mình sau cái này mình cũng sẽ xóa thôi, mình sẽ không sử dụng những cái này đâu, nên mình cho các bạn xem. Đấy, đấy là điều bình thường. Ở đây mình sẽ tìm từng cái một để ra được từ gorilla. Đấy, go này, đến cái nào mà bạn thấy phù hợp bạn nhấn hai nút. Đấy, go này, gorilla đúng không, r, đấy, nhấn vài cái nó sẽ ra gorilla phải không, xác nhận. Ok, và cứ làm tương tự như thế cho đến hết nhá. Ừ, nó sẽ ra một vài cái gợi ý là beach phải không, phải bãi biển không, không phải, sang bin phải không, đúng không, nhấn. Rồi, từ thứ ba. Ok, đây là từ ký tự 24 và cũng là ký tự cuối cùng mình phải nhập vào rồi. Thực sự là để làm được đến bước này mình đã rất là tốn thời gian, rất là tốn công sức để mình nhập từng từ một. Mình rất là cố gắng để làm và hướng dẫn cho các bạn rồi đấy. Ok, processing. Đợi là một chút. Sau khi mà xác nhận đúng ấy, thì nó sẽ hiện ra Your device is ready. Khi bạn nhìn thấy thông báo này, tức là thiết bị của bạn đã được set lại y như cũ. Ok. Đấy.
Ok chưa? Rồi, và nó hiện lên không có một cái app nào. Ok. Là như bình thường thôi, các bạn hãy ấn vào menu manager và các bạn sẽ thấy là đây giống như một thiết bị mới đúng không? Chúng ta ấn hai cái nút này. Và các bạn cài lại y như cũ nhá. Các bạn hãy nhớ này, nhớ lên một điều cho mình. Ở đây nó hiện là không app và chưa cài một cái gì cả, bởi vì bạn vừa reset lại thiết bị mà, hoặc là đây là một thiết bị mới mà. Nhưng các bạn hãy yên tâm, các bạn hãy yên tâm nhá. Với cái này, Binance Smart Chain này, ví dụ ở đây là BSC2 đúng không? Các bạn nhìn này, có cái receipt này. Đó. Những cái này ấy, thì bạn yên tâm, bởi vì coin của bạn nó không lưu trữ trên thiết bị này mà nó lưu trữ ở trên blockchain. Nó lưu là giống như ở trên internet ấy, chừng nào internet vẫn còn tồn tại thì nó vẫn còn. Nên là bạn không phải sợ mất, kể cả là bạn mất thiết bị hay mất bất kỳ cái gì thì bạn làm y như mình vừa rồi, có 24 ký tự bạn nhập vào thiết bị mới là nó sẽ trở lại. Bạn để ở trên Binance Smart Chain đúng không? Thì bây giờ bạn chỉ cần quay lại, bạn cài install cái app Binance Smart Chain lên. Sau đấy bạn ấn Add Account phát là nó ra. Đây, Binance Smart Chain này, bạn install phát. Xong rồi sau đấy lại cài lại giống như những cái gì ở trong video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn. Add Account một cái là nó sẽ ra. Tiền của bạn vẫn ở đó. Ok. Vừa rồi thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách backup lại ví với 24 ký tự để bạn có thể backup được ví Ledger Nano X. Với các loại ví Ledger khác thì bạn cũng có thể làm tương tự. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì cho mình một like, comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn, share nó cho bạn bè của bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Chào các bạn.